Kính thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Libya tới Benghazi thăm nhân viên an ninh bị thương, tin từ Benghazi. Chủ tịch Quốc hội Mohamed Al-Maghrib đã tới thành phố Benghazi để thăm viếng những viên chức an ninh bị thương trong vụ dân quân tấn công tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Chủ tịch Maghrib cùng với một số dân biểu đã tới một bệnh viện thăm hỏi bác sĩ và người bị thương. Việc tấn công quân sự tòa lãnh sự Hoa Kỳ vì sự tức giận đối với bộ phim Rẻ tiền ở Hoa Kỳ tạo lo lắng cho người dân. Nhiều người cho rằng vì tức giận đối với cuốn phim cho nên những người có trách nhiệm bảo vệ tòa lãnh sự Hoa Kỳ cũng đã không làm hết nhiệm vụ của họ. Hiện vẫn chưa rõ vụ tấn công đã được chuẩn bị từ trước hay chỉ là phản ứng tức giận đối với cuốn phim.